cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Anh, Đức không công nhận cuộc bầu cử của Nga trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Nga tăng cường sản xuất đạn dược nhưng không thể đủ cho chiến trường Ukraine. Danh tướng Mỹ chỉ ra ưu điểm chiến thuật mạnh nhất của quân Ukraine trong phản công. Su-27 Ukraine không kích, một tòa nhà Nga bốc cháy dữ dội. Chuyên gia Nga thừa nhận Moscow mắc ba sai lầm nghiêm trọng khiến quân đội của Putin đang phải trả giá cực đắt. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức triken HTD News. Anh Đức không công nhận cuộc bầu cử của Nga trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Kính thưa quý vị, Chính phủ Đức và Anh không công nhận các cuộc bầu cử mà Nga đang tiến hành trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine và coi đó là một chiến dịch tuyên truyền trắng trợn. Theo Uniform đưa tin, điều này được nêu trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức do Đại sứ quán Đức tại Ukraine công bố trên mạng xã hội X, mạng xã hội trước đây có tên là Twitter. Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố, Nga đang tổ chức các cuộc bầu cử ở các tỉnh Donetsk và Luhansk của Ukraine, Crimea một phần của khu vực Kherson và Zaporizhia. Đây không gì khác hơn là một chiến dịch tuyên truyền trắng trợn. Chúng tôi không công nhận nỗ lực thông tính của Nga. Thưa quý vị, trong khi đó, chính phủ Anh gọi cuộc bầu cử giả là nỗ lực đáng xấu hổ của Nga nhằm hợp pháp hóa chính mình ở Ukraine. Cuộc bầu cử giả mạo của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine là một nỗ lực nhằm hợp pháp hóa các yêu sách vô căn cứ của nước này đối với lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Điều này đã được Ngoại trưởng Anh James Cleverly nêu trên mạng xã hội X. Bạn không thể tổ chức bầu cử ở đất nước của người khác, ông James Cleverly viết. Cuộc bầu cử giả tạo của Nga ở Ukraine là một nỗ lực đáng xấu hổ nhằm hợp pháp hóa các yêu sách vô căn cứ của họ đối với lãnh thổ Ukraine có chủ quyền. Như đã đưa tin, Liên bang Nga đã công bố cái gọi là cuộc bầu cử chính quyền chiếm đóng địa phương tại các khu vực bị chiếm đóng tạm thời của các vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine, cũng như Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol sẽ được tổ chức vào ngày 8, ngày 10 tháng 9 năm 2023. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng các cuộc bầu cử bất hợp pháp do Nga tổ chức trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả pháp lý nào và sẽ không làm thay đổi tình trạng của các vùng lãnh thổ Ukraine bị quân đội Nga chiếm giữ. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano cũng lên án cuộc bầu cử của Moscow tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã thông qua việc bỏ phiếu tổ chức cái gọi là cuộc bầu cử vào chính quyền địa phương ở các vùng lãnh thổ Ukraine tạm thời do quân xâm lược kiểm soát vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Đó là các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Liên bang Nga tạm thời chiếm đóng thuộc các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zabrychia. Tại Mariupol, nơi bị quân đội Nga tạm thời chiếm giữ, quân xâm lược đã tổ chức các cuộc bầu cử vào chính quyền địa phương sớm trên những chiếc ô tô đậu ở bến xe buýt. Nga tăng cường sản xuất đạn dược, nhưng không thể đủ cho chiến trường Ukraine. Liên bang Nga có thể sẽ tăng sản lượng đạn pháo lên 2 triệu viên mỗi năm, nhưng điều này vẫn chưa đủ để tiến hành một cuộc chiến tranh chống Ukraine. Điều này đã được Reuters đưa tin. Một quan chức giấu tên cho biết, Nga đã sử dụng từ 10 cho đến 11 triệu quả đạn pháo ở Ukraine trong năm qua. Nghĩ Người này nói, họ đang ở một tình thế khá khó khăn, bởi vì nếu bạn chi 10 triệu viên đạn vào năm ngoái và đang ở giữa một cuộc chiến và bạn chỉ có thể sản xuất 1 đến 2 triệu viên đạn mỗi năm, tôi nghĩ đó không phải là điều mà Nga mong muốn. Ngoài ra thì Liên bang Nga có thể tăng sản lượng xe tăng lên 200 chiếc mỗi năm, nhưng điều này là không đủ để tiến hành các hoạt động chiến đấu tích cực. Quan chức này cho biết, khi bạn mất 2.000 xe tăng, bạn phải mất một thập kỷ để đạt được con số ban đầu Liên bang Nga sử dụng pháo binh rất tích cực trên mọi khu vực của mặt trận. Tuy nhiên thì vào tháng 7, tình báo Anh báo cáo rằng họ đã bắt đầu tiết kiệm đạn dược, ít nhất là ở mặt trận phía Nam. Hiện Liên bang Nga đang đàm phán với Triều Tiên về việc cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác. Hoa Kỳ đáp lại điều này bằng cách hứa sẽ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với các nước này. danh tướng Mỹ chỉ ra ưu điểm chiến thuật mạnh nhất của quân Ukraine trong phản công. Lực lượng vũ trang Ukraine tạo điều kiện chiến thuật cần thiết trên chiến trường để đạt được tiến bộ hơn nữa trong cuộc phản công và tiêu diệt các tuyến phòng thủ của địch. Cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ giai đoạn năm 2008-2010 và cựu giám đốc CIA nhiệm kỳ năm 2011-2012 tướng Travis Petraeus đã nói điều này trong cuộc phỏng vấn với hãng NV, bình luận về chiến thuật của lực lượng phòng vệ Ukraine ở thời điểm hiện tại, giai đoạn của cuộc chiến. Ông rất ủng hộ cách tiếp cận mà quân đội Ukraine đang sử dụng hiện nay. Tướng Petraeus nói, giữ quân Nga trong tình trạng căng thẳng, dàn trải càng nhiều càng tốt dọc theo toàn bộ chiến tuyến, phá hủy hậu cần, điểm cung cấp đạn dược, kho nhiên liệu, các kho dự trữ khác trụ sở của họ những nơi tập hợp lực lượng dự bị thậm chí cả căn cứ không quân và căn cứ hải quân ở xa như crimea cũng như các đường dây liên lạc có thể không vô hiệu hóa hoàn toàn thành phố này nhưng có thể khiến quân nga không thể đi qua từ crimea đến phía nam ukraine hoặc dọc theo bờ biển các tướng lĩnh ukraine thực hiện điều này theo vị tướng này tất cả những điều này cho phép Ukraine vượt qua các bãi mìn và tuyến phòng thủ của quân chiếm đóng nhưng tất cả chúng ta đều hiểu con đường là gì theo đúng nghĩa đen bạn phải đi qua hàng cây tiếp theo rồi đến ngôi nhà tiếp theo rồi đến ngôi nhà tiếp theo nữa đó là một trận chiến rất rất khó khăn nhưng tôi nghĩ đến một lúc nào đó một lần nữa người nga có thể bắt đầu trạng nước và sau đó người Ukraine sẽ thực sự tấn công vì vậy vấn đề là tạo điều kiện, đạt được bước tiến bộ và sau đó xem điểm nào các đường ranh giới của Nga bắt đầu sụp đổ. Cựu danh tướng Mỹ giải thích, tướng Patriot nói, đây là một thành tựu cơ bản khi lực lượng vũ trang có thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở phía Nam. Vị tướng Mỹ nhấn mạnh, bây giờ chúng ta sẽ xem liệu có thể họ mở rộng phạm vi tấn công như họ đang làm trong khi bảo vệ hai bên sườn hay không. Ngoài ra thì hãy nhớ rằng, các hệ thống vũ khí của phương Tây vẫn đang tiến vào đất nước. Một lần nữa, xe tăng của Mỹ, của chúng ta, vẫn chưa đưa vào lực lượng vũ trang Ukraine và các hệ thống bổ sung vẫn đang tiếp tục đến. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những gì người Ukraine đã làm là rất rất ấn tượng. Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol. Ở mặt trận, có những thành công ở phía Nam Robotin và phía Nam Bakhmut. Tổng thiệt hại trong chiến đấu của địch tính đến, đến sáng ngày 8 tháng 9 là khoảng 267.540 người. Theo các nhà phân tích của ISW, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine có thể dẫn đến thành công trong hoạt động vào năm 2023, nhưng loạt vị trí phòng thủ tiếp theo của Nga vẫn gây ra vấn đề nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine và có thể được giữ vững ở một số khu vực. Su-27 Ukraine không kích, một tòa nhà Nga bốc cháy dữ dội. Theo AVP, thông tin vào ngày 8 tháng 9, vụ tấn công nhằm vào Konstantinovka được thực hiện vào lúc 14 giờ 04 phút. Tên lửa chống radar Kharm dường như đã được sử dụng trong cuộc không kích. Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Konstantinovka bằng tên lửa chống radar hàm Vụ tấn công bằng tên lửa chống radar do Mỹ sản xuất tại Konstantinovka được thực hiện từ máy bay Su-27. Chiếc máy bay này cất cánh từ sân bay Mikrorod ở khu vực biên giới giữa vùng Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Chuyên gia quân sự Nga Mikhail Zvinchuk đã lên tiếng xác nhận về vụ tấn công. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa rõ liệu vụ không kích này là vô tình hay là có chủ đích. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần tấn công Konstantinovka bằng tên lửa chống radar HAM. Trong đó có cả những vụ việc có sự xác nhận của nhân chứng và bằng chứng tài liệu. Tuy nhiên, thì các chuyên gia APV chú ý đến những hình ảnh sau vụ tấn công và đặt ra những hoài nghi, bởi vì tên lửa chống radar không có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng như vậy. Thế nên, vụ tấn công cũng có thể được thực hiện bằng tên lửa hành trình Storm Shadow hoặc các phương tiện hủy diệt khác. Ngày 8 tháng 9, TASS cũng thông tin về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ với hai phóng viên khác rằng, các đơn vị phòng không đã đánh chặn thành công hai máy bay không người lái trên lãnh thổ của vùng Bryansk vào cuối ngày thứ Năm. Một trong số chúng đã bị phá hủy ngay trên không trung. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng máy bay không người lái đã bị chặn đứng vào tối 7 tháng 9. Các đơn vị phòng không đang làm nhiệm vụ đã đánh chặn thành công. Thống đốc khu vực Alexander Bogomas cho biết, một chiếc máy bay không người lái đã đổi hướng do bị gây nhiễu tín hiệu và đâm vào một tòa nhà hành chính, khiến tòa nhà này bị bốc cháy. Trước may không có thương vong về người. Theo Telegram Mash, tòa nhà bị bốc cháy thuộc nhà máy Kremniy, nơi sản xuất vi mạch và chất bán dẫn. Thống đốc sau đó cho biết thêm, máy bay không người lái thứ hai đã bị bắn hạ mà không gây ra bất cứ thiệt hại nào trên mặt đất. Ông Bogomas cũng cho biết, quân đội Ukraine đã pháo kích vào làng Demjanky và bắn hơn 30 quả rocket vào làng Sluchak. Ông tiết lộ Ít nhất là một ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng không có ai bị thương trong vụ tấn công. Ukraine đã tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, khi cuộc tấn công trên bộ của nước này không mang lại chiến thắng đáng kể nào. Sáng sớm thứ Năm, một máy bay không người lái đã bị rơi gần trụ sở ở quân sự thành phố phía nam Rostov-on-Don. Chuyên gia Nga thừa nhận Moscow mắc 3 sai lầm nghiêm trọng, khiến quân đội của Putin đang phải trả giá cực đắt. Theo chuyên gia quân sự Nga Sergei Majeski viết trên Toko, trong suốt một năm rưỡi, giới lãnh đạo quân sự của nước này đã phạm phải không ít sai lầm, trong đó có 3 sai lầm rất nghiêm trọng, đặc biệt là ở cụm quân phía Bắc, mũi tấn công được coi là quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của cuộc chiến do ông Putin phát động vào tháng 2 năm ngoái. Thứ nhất là việc hoạch định chiến lược và phân bổ lực lượng sai lầm trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong thời điểm tháng 2 năm 2022, Moscow đã phân bổ lực lượng cho cùng quân phía bắc còn ít hơn quân Ukraine, thậm chí còn phân tán họ theo nhiều hướng cùng một lúc. Điều này khiến Nga mặc dù chiếm được tiên cơ và cánh quân phía bắc đã áp sát thủ đô Ukraine, lực lượng dù cũng đã đổ bộ được xuống sân bay Gostomel, còn gọi là sân bay Antonov chỉ sau một ngày triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng không đủ lực phát triển thế tấn công để nhanh chóng đè bẹp lực lượng phòng thủ Ukraine đánh chiếm Kiev. Khi cụm quân phía nam của Nga đã nhanh chóng đạt được thành công ở vùng duyên hải biển Azov, thì cụm quân phía bắc đã phải rút quân khỏi Kiev sau hơn một tháng giao tranh ở vùng ngoại ô thủ đô Ukraine và tiếp sau đó là thất bại trong chiến dịch phản công tái chiếm Kharkov của lực lượng vũ trang Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng, nếu cụm quân phía Bắc được phân bổ lực lượng hợp lý, có lẽ cục diện chiến sự trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt đã thay đổi hoàn toàn. Thủ đô Ukraine đã thất thủ và có lẽ chiến sự đã không kéo dài sang đến năm 2023. Thứ hai là sự chậm trễ đáng ngạc nhiên trong quyết định quy động lực lượng vũ trang chính quy. Thay thế vào đó là việc thành lập nhiều tiểu đoàn tình nguyện của các khu vực và lực lượng dự bị của quân đội Nga, Mars. Điều này dẫn đến việc hình thành nhiều đơn vị cỡ vừa và cỡ nhỏ hỗn tạp ở mặt trận, dẫn tới khả năng phối hợp, hiệp đồng với nhau kém. Điều này càng làm tăng thêm sự lộn xộn trong công tác quản lý, chỉ huy và phối hợp tác chiến cấp chiến dịch chiến lược. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc tập hợp lại của tàn quân Nga ở khu vực kha Kharkiv ám chỉ sự kiện quân đội Ukraine phản công chiếm lại toàn bộ khu vực quân Nga kiểm soát ở Kharkiv chỉ trong vòng một tuần của tháng 9 năm 2022. Có lẽ sai lầm này do các chỉ huy Nga đã đánh giá quá thấp năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine và sai lầm chỉ được sửa chữa khi những đơn vị của lực lượng chính quy và lực lượng quân sự tư nhân thiện chiến Wagner hay lực lượng đặc nhiệm Chechnya bắt đầu tham chiến. Thứ ba là sai lầm trong việc từ bỏ quyền kiểm soát thành phố Kherson. Bất kể quyết định này có bị điều kiện ép buộc như thế nào, bởi việc rút khỏi khủng ngạn Somnabur đã khiến lực lượng vũ trang Nga mất luôn quyền kiểm soát tuyến đường bộ trực tiếp tới hai thành phố ven biển đen là Nikolaev và Odessa. Nếu quân Nga vẫn trụ lại ở thành phố Kherson, thì họ vẫn có khả năng tiếp cận tuyến đường này và sẽ uy hiếp toàn bộ vùng duyên hải Tây Nam Ukraine ngăn chặn chính quyền kỳ ép duy trì quyền kiểm soát Biển Đen ở khu vực phía Nam đến Tây Nam Ukraine. Hệ quả của nó là việc giờ đây Ukraine đã liên tục sử dụng các cảng ở Odessa để làm căn cứ tấn công lực lượng Nga trên Biển Đen và Crimea. Đồng thời, khu vực Nga kiểm soát ở tả ngạn sông Dnipro cũng luôn bị đặt trong tình trạng bị hỏa lực uy hiếp và nguy cơ quân Ukraine đổ bộ vượt sông tấn công. Tuy nhiên, chuyên gia Sergei Majewski chỉ ra rằng, so với Moscow, những sai lầm mà chính quyền Kiev mắc phải cũng không ít, thậm chí là nhiều hơn và nghiêm trọng hơn, khiến họ phải hao tổn binh lực vô cùng lớn và hiện nay đang mắc kẹt trong cuộc phản công của chính mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews btv a gmail com một lần nữa đội ngũ hd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp